miền Trung khô hạn thiếu nước nghiêm trọng, tin từ Huế. Theo báo cáo từ Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Cộng sản Việt Nam, mùa mưa năm nay từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có tổng lượng mưa thiếu hụt từ 70 đến 90% so với cùng kỳ. Chờ đến cuối tháng 11 thì các hồ chứa thủy lợi trên, hầu hết là các tỉnh Trung Bộ, đều thiếu hụt đến 50%, tài nguyên thiếu hụt 20% so với dung tích thiết kế, đặc biệt ở một số tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định thiếu hụt tới 80%. Các hồ chứa thủy điện ở Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đều thấp hơn mức dâng bình thường. Hồ A Vương ở Quảng Nam thấp hơn 32 thước, hồ Cửa Đạt Thanh Hóa thấp hơn 21 thước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng đưa tin mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam kết thúc sớm hơn bình thường. Ở miền Trung thì ngoại trừ các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, mưa lớn xảy ra rất ít. Tổng lượng mưa trong các tháng đều thiếu hụt rất nhiều so với trung bình nhiều năm. Riêng trong 2 tháng chính của mùa mưa là tháng 10 và tháng 11, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, tổng lượng mưa thiếu hụt từ 70 đến 90%. Trên sông Mekong, dòng chảy thiếu hụt so với cùng kỳ từ 10 đến 40%. Theo chuyên gia ngành nông nghiệp đưa ra cảnh báo rằng khả năng hạn hán ở miền Trung là rất cao. Những tháng tới, khu vực trên có thể xảy ra hạn hán từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận. Nước mặn xâm nhập sâu kết hợp với suy giảm nguồn nước ở hạ lưu, các dòng sông sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.